dạ lụa rồi báo dụng không được nát, báo dụng sẽ cười. Thôi mình cầu dạ lụa đi, em có ông bổn cũ em làm hoài cho cái gì nghe vậy đó. Ok, không biết gì thôi, giờ sẵn có nhạc sĩ Ba Hoàng Phúc và Hoàng Phúc Đội Thủy sẽ làm một trích đoạn rất là ngắn, một trích đoạn cái lương rất là nổi tiếng, đó là trích đoạn cái lương. Ủa sao tự nhiên, trích đoạn cái lương bên cầu dẹp lụa, thật ra không có quần áo cho nên bạn gì hát lại. Quý vị, mời cổ nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phúc. Mà làm sao tôi giận được, chứ tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho kẻ đã xa. Đã trải thân lũng lạc vốn vui đàn, giữa cuộc đời giá đáng và đêm những nỉ nhục đã quá nhiều, tôi vẫn còn tiếu thơ là thank you.